Cái sữa rửa mặt này dung tích đang là 473 ml, tức là gần nửa lít đó mọi người nha. Và nó sẽ phù hợp với các bạn có nền da dầu, da mụn và da hỗn hợp thiên dầu ha. Bọt của em này thì rất là dịu nhẹ, cho nên mình rửa xong cũng không có cảm giác khô căng. Đó, cho nên là bạn nào mà da dầu thì nhớ cân nhắc cái deal này nha. Cái độ pH của em này ở vào cái khoảng thân thiện với da của mình là khoảng 5.5, và bên cạnh đó bọt của nó thì dịu nhẹ, cho nên những cái bạn nào mà đang có mụn rửa cũng không có thấy bị rát hay là bị khô căng gì hết nha. Có giảm mụn không? Nếu mình kết hợp thêm với lại những cái chấm mụn và một cái routine hợp lý thì sữa rửa mặt cũng sẽ là một cái bước hỗ trợ cho cái chuyện giảm mụn của mình nha. Mình đang ghim cho mọi người một cái mã sữa rửa mặt của CeraVe. Đây là cái loại dùng được cho nền da thường, da khô, da nhạy cảm và đặc biệt là nhóm da đang treatment với retinol. Những cái nhóm nhóm da này buổi sáng ngủ dậy rửa cái gì cũng thấy căng rát thì đây là một cái mã các bạn rất nên đầu tư nha. Đây, cái chai sữa rửa mặt này những cái bạn nào mà treatment retinol sẽ thấy được cái sự gọi là dịu nhẹ của nó ha. Ví dụ như cái thời điểm mà Rư mới treatment retinol á thì Rư rửa cái sữa rửa mặt nào cũng sẽ bị rát da. Mà đặc biệt rửa cái em này thì không có cảm giác bị rát da ha. Và với các cái bạn da khô, có thể là không treatment da khô, da đang khô căng căng căng, mình rửa mặt xong mình thấy da của mình ẩm hơn ha. Vậy nên là cái sữa rửa mặt này sẽ rất phù hợp với những bạn mà da thường, da khô, hỗn hợp thiên khô dùng cũng được. Và đặc biệt là da đang treatment retinol dùng rất là thích luôn. Và mọi người nhớ nha, không phải sữa rửa mặt mà sạch bông kinh kích thì mới là sạch đâu, bởi vì nó sẽ bị mất đi những cái lớp peptide kháng khuẩn. Loại nào dùng được cho em bé 10 tuổi? 10 tuổi là cái này dùng được đúng không? Nhưng mà cái mã xanh ngọc kia cho da dầu được luôn đúng không? Tụi mình đoán thôi nha, cả hai mã sữa rửa mặt này 10 tuổi đều dùng được, nhưng mình đoán các bé 10 tuổi thì cái sự tăng tiết bã nhờn sẽ nhiều, cho nên các bạn mà đang hỏi 10 tuổi thì lấy cái mã màu xanh ngọc này.